Bà Phạm Thị Nương sống một mình trong ngôi nhà ở thôn Làng Ten, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, được điện lực Ba Tơ hỗ trợ thay mới bộ bảng điện, gồm cầu chì, công tắc, ổ cắm, lắp bóng đèn tiết kiệm điện. Các công nhân cũng đã kiểm tra lại hệ thống điện trong nhà giúp bà Nương thay mới thêm đoạn dây điện, sửa chữa bằng cách điện các mối nối bị hở, mất an toàn và dễ gây cháy nổ trong quá trình sử dụng điện. Phụ nữ thì chỉ ở một mình thì nói chung là điện đài thì trước đây thì chị không có ai giúp đỡ thì khó khăn, chị không biết sử dụng điện. Thì bữa nay thì có chương trình hỗ trợ cho chị đây, chị nói chung là đầy đủ, chị cảm ơn. Những gia đình được lắp điện miễn phí thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách tại địa phương, có hệ thống điện sơ sài, tạm bợ, đã hỏng hóc nhiều thiết bị. Đồng thời các điện lực cũng kết hợp thực hiện công tác tuyên truyền, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả cho bà con. Trên địa bàn Ba Tơ á, nói chung và khách hàng của điện lực Ba Tơ nói riêng á, thì đa phần là người đồng bào. Thì những cái kiến thức về sử dụng điện, an toàn tiết kiệm điện thì cũng là hạn chế. Thì đó thì ngoài cái việc mà tri ân khách hàng, thì ngoài cái việc mà hỗ trợ lắp đặt sửa chữa thiết bị điện, thì đó điện lực cũng tư vấn và hướng dẫn khách hàng để sử dụng điện sao một cách an toàn nhất và tiết kiệm điện nhất. Trong tháng tri ân khách hàng năm nay, công ty điện lực Quảng Ngãi đã thực hiện sửa chữa miễn phí, lắp đặt mới hệ thống sinh hoạt cho gần 60 hộ nghèo, gia đình thuộc chính sách và mẹ Việt Nam anh hùng. Đây là hoạt động thường niên hàng năm thể hiện sự tri ân của ngành điện đối với các khách hàng sử dụng điện và thực hiện an sinh xã hội.